nào. À, nướng dĩ này hết rồi tới dĩ đó. Ừ. Ba con này. Thơm quá hả Lu? Ừ, thơm quá. Hai con ra luôn. Cái kèo à. Ờ, mấy con nó chín rồi đó. Bẻ đầu rồi đó. Bẻ đầu, bẻ cổ rồi. Nó còn thấm, nó gãy rồi. Khoan khoan, để gấp mấy chín rồi ra. Đợi bụng. Có cái dĩa kìa. Ăn cá kèo hơi tội lỗi một chút. Cuộc sống vậy, đặt đặt luôn nữa. Con nào cũng phải vậy thôi. Đó là quy luật của cuộc sống mà. Chín chưa? Mấy con nó chín chưa? Chín. Gấp ra. Lát gỡ miếng nạc cho Thư như vậy. Trời, nó còn. Ừ. Nó chín rụm trầm thôi chín. Hai con nó chín nè. Chín để đem ra. Mau ha. Mấy con này ăn tái cũng được. Ngọt. Mấy con nó thai không? Dục nó lố hả? À. Chưa chưa bồng bồng. Ừ. Ủa sao có hai con vậy, quay nó đẹp vậy đâu ta. Bỏ vô. Quay Nguyễn Nhĩ kìa nó đẹp. Nguyễn Nhĩ nằm lên đó. Người ta chưa chín mà mình lên đó sao được. Phải chín mới lên thớt được. Ba con giữa chín rồi kìa. Nhìn đẹp quá. Ra đây con, mẹ đây nè. Dạ ra đây nè. Ra đây ăn cá kèo nướng nè con. Màu gì chứ không thấy đâu. Ra đây. Ừ, bò chạy thấy cưng quá. Ông bò chạy cưng quá rồi kìa. Quá rồi.